Sư cho con hỏi, Niết Bàn là không còn tái sanh nữa, khác với chết là hết ở điểm nào? Thưa với quý vị, sư ví dụ như thế này. Một người mà họ lọt vào ở dưới hầm phân, được kéo lên, thì này đi vào trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, thay một cái bộ y phục mới thật là đẹp, thật là sạch sẽ. Và vị này nói là sau khi vào trong toilet, vào trong phòng tắm thì tôi trở nên sạch sẽ, thật là thoải mái. Cái người thứ hai, họ cũng lọt vào trong hầm phân, và sau khi mà họ đi lên, họ vào trong phòng tắm, nhưng mà họ không tắm rửa, họ không thay y phục, và họ đi ra, họ nói rằng tôi đã trở nên sạch sẽ và không còn dơ bẩn nữa. Thì quý vị thấy là hai con người này khác nhau hay giống nhau? Khác nhau rất là lớn. Bởi vì cái con người thứ hai đó, họ không có chịu tắm rửa, nhưng mà con người thứ nhất họ tắm rửa rất là sạch, và họ thay một cái bộ y phục mới. Đấy, khác nhau ở chỗ đó. Cũng vậy, một cái vị A-la-hán thì sau khi mà vị đó gột rửa hết những cái cấu uế ô nhiễm của nội tâm, vị ấy từ bỏ ái, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Đấy, vị ấy từ bỏ luôn cả sân, vị ấy từ bỏ tất cả các cấu uế, tất cả các ô nhiễm của nội tâm. Thì khi đó, việc mệnh chung của vị đó đưa đến cái việc là vị ấy không còn tái sanh nữa, và vị ấy có thể tuyên bố đây là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sanh nữa. Đấy. Còn những cái người không phải A-la-hán, nội tâm vẫn còn ô nhiễm, vì ấy không chịu gột rửa những ô nhiễm, không chịu tẩy sạch những cấu uế của nội tâm, mà vì ấy đòi làm được một chuyện, đó là sau khi mà tôi mệnh chung là tôi không còn tái sanh nữa, thì chuyện đó là chuyện vô lý, không thể xảy ra được. Khác nhau là khác nhau ở chỗ đó. Khác nhau ở chỗ đó. Có nghĩa là một người nói được làm được, còn một người làm thì không có làm, chỉ có nói thôi. Cho nên cái người mà có cái quan niệm là chết rồi là hết, thì đó là cái người mang cái tà kiến. Còn một vị A-la-hán, vị ấy thấy được Niết Bàn, vị ấy đã gột rửa hoàn toàn những cái ô nhiễm cấu uế của nội tâm, cho nên vị ấy có quyền tuyên bố rằng thân này là thân cuối cùng và không còn tái sanh thêm một kiếp nào nữa. Khác nhau ở chỗ đó.